Đấy, nay là rất rất vui, 10 giờ đêm rồi mà em lại tách được một em còi vù rất đanh rất vang luôn, còi ra còi luôn đấy. Đấy. Em này mỏ dài. Mỏ dài. Chim nó cũng choi 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 choi. Chân đỏ mỏ dài. Bác nào đã là có uy tín tốt mà có cái sở thích đúng giọng còi thì chân đỏ thì chốt cho em con này 1 triệu. Mỏ dài, chim ra giọng rất rõ còi. Đấy, bảo hành chim được, bảo hành giọng còi hay. Đấy. Em đã thắt luôn cho nó một cái dây màu tím và lúc bắt thì hơi vội nên ra cái bả cánh nó hơi đập vào cái thành lồng, nó hơi dập máu một tí, không sao cả. Đây là nó rất thật luôn. Cố gắng là lên những cái video nó mang tính chất là thời sự. Đấy. Trực tiếp, đúng thời điểm, đúng giống, đúng giọng. Bởi vì một số anh em là cũng chờ đợi những cái mang tính chất là thực tế. Đấy. Con này thì em thấy là có cái ưu điểm là mỏ dài. Chim tợn chim đánh nhau rất là dữ dội và giọng thì còi rất là rõ. Đấy. Còi là rõ còi, ra còi vang đanh lắm. Con này cực kỳ vang đanh luôn. Đấy. Chim cũng mới chọi chọi tầm 4 tháng, 5 tháng. Chân rất đỏ luôn. Chim này thì nếu mà bác nào về chơi theo kiểu chim con này theo em ban nào chơi tập mồi được, con này chơi tướng tợn. Tướng tợn mỏ dài giống này là giống chọi chọi tốt. Nếu mà bác nào mà muốn chơi theo kiểu đúng giọng còi chuẩn thì con này không không lệch vào đâu cả. Còn con này để mà nuôi bảo được chắc là cũng phải khéo nuôi một chút, nuôi biết cách cho nó lên khách lâu lâu một chút. Con này vẫn là chim nuôi nhá, không phải chim rừng đâu, chim nuôi. Đấy, giọng còi em chỉ đảm bảo chim trống với giọng còi chuẩn này. Còi cực chuẩn luôn đấy.